Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Diệt Rồng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm đã hội hợp với cái ông lão nhân ma, ông lão nửa khùng nửa điên đó. Sáng thì tỉnh, tối thì thành ma. Thì lúc này Diệp Hàm cùng ông ta đi du lịch, uh, đi bắt đầu tinh vực uh, du lịch ở đây thì um, ý đồ của diệp hàm là muốn nhờ sức mạnh của ông ta để tiêu diệt kẻ thù um, thì hiện tại đang tiến đến vạn long sào thì cũng trong cái lúc này cái tên là lôi chiến người của um, Càng lung đại thánh đó, con cháu gì của Càng lung đại thánh đó, cũng không biết sao mà hận diệp hàm như vậy nữa à, tìm kiếm diệp hàm tìm kiếm những người quen biết của diệp hàm luôn giết người vô tội rất nhiều thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người gió bắt gạo thét, gió tuyết thổi ập lên một già một trẻ. Lỗ tai của nhân ma hơi nhúc nhích nghe được một ít âm thanh. Bọn trung trường đương đang có hành động nhằm vào ngươi, muốn đi giết chóc gì đó. Diệp Hàm không thể không bội phục, hắn cũng tu thành thuận phong nhĩ nhưng không thể sánh bằng được nhân ma. Lão có thể nghe xuyên qua các tòa pháp trận, thẳng nhập vãng lông sào mà vẫn tránh thoát khỏi sự dò xét của càng luôn đại thánh. Tiếp sau đó, Diệp hàm vô cùng phẫn nộ, muốn hoàn toàn bình định nơi này. Tên cổ thánh lãnh huyết lôi chiến này vì hắn mà ngay cả phạm nhân cũng không tha chỉ muốn hắn xuất hiện để huyết sát. Ta giả hắn không thù không oán chỉ là vì mưu đoạt cái chiếc đỉnh của ta mà tạo ra sát kiếp như vậy khinh thường tính mạng của người khác huyết nhiễm khắp thiên hạ. Nếu một khi đã như vậy rồi không có gì để nói nữa hôm nay ta muốn cho người một hậu quả không thể chịu đựng nổi mà. Diệp Phạm nổi giận đưa lục đồng đỉnh cho nhân ma nói Tiên bối Ta không nướng một con rồng mà lần này hãy hầm cả bầy rồng đi Xóa sạch dạng lông sào Sang bằng cái nơi này thôi Nhưng ma vương tay cầm lục đồng đỉnh trong tay Suy nghĩ một lúc Lập tức khi phách khung cùng bể nghĩa băng nguyên hiện ra Loại thần uy khủng bố bực này Chỉ sợ cũng chỉ có ông ta Mới có thể thúc giục ra được Diệp mạnh mẽ yêu cầu nhân ma phá hủy vạn lông sào Đánh cho tộc này kinh khiếp Dùng máu hoàn lại tội nghiệp của bọn họ Tiền bối đánh phá lông sào này đi với thần liên của người đủ để đút nướng một đám rồng ăn cả mấy chục năm vẫn không hết đó. Những lời này đương nhiên không thể nói là không khiến nhân ma động lòng. Lão giả nhân này cũng chính là vì vạn lung sào mà tới. Lão nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh trắng bóng, thu nhỏ cái lục đồng đỉnh lại rồi trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cây bạch cốt bổng. Ông ta vũ động, lập tức cuồng phong gạo thét, sắm rền chấp giật, phi sơn tổ thạch. Các tòa tuyết phong cũng bị thổi bay, khí thức khủng bố lan khắp bắc vực một tiếng quát vang lên lão giả nhân vô cùng cuồng bá cầm bạch cốt bổng ở trong tay đánh cho mặt đất đổ sụp toàn bộ băng toái lộ ra vạn lông sào ở sâu dưới vạn trượng là kẻ nào trong vạn lông sào lập tức đại loạn trời sụp đất nứt hỗn đụng khí mạnh mẽ phun trào có kẻ phá nát tầng đất mạnh mẽ xông vào là chuyện chưa bao giờ xảy ra kẻ ăn rồng nhưng ma trầm giọng đáp lại là ngươi đứng ở trong một cái huyệt động hai mắt càng lung đại thánh như bắn ra nụ quan nhìn qua từng từng vách đất đá thấy được nhân ma trong lồng trầm xuống nhân ma tóc tay lộn xộn nửa người trên xích lõa lộ ra cơ thể rắn chắc mang theo cây cúc bổng trắng toát đang đứng trên vách núi vạn trượng nhìn xuống bọn họ cách nhau rất xa còn bị ngăn cách bởi vách đá cổ động nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt lẫn nhau vì tu vi đều đã thông thiên càng lung đẩy thánh âm trầm mái tóc màu tím bay loạn trong lòng cảm thấy rất rối loạn nhưng ma chung quy đã đánh tới cửa rồi một mảnh tuyết sơn trắng xóa bị một côn của lão giả nhân này đánh bay đi trên mặt đất liền hiện rõ chính lông động thật lớn dâng lên thủy khí từng trận lông khí mãnh liệt tràn ra tổ phụ tế ra dạng lông linh giết bọn họ lôi chiến cắn răng thân sắc âm độc hiện tại không còn đường lui chỉ có thể đánh một trận mà thôi tiếng chuông đánh nát trời cao mỗi chiếc chuông do thần ngân tử kim luyện thành đều lớn như đại trung ở cùng một chỗ hóa thành một cái đầu tử lông dài vạn trượng cổ hoàng uy vừa phát ra liền quét khắp mặt đất bắc vực một kích của nó cũng có thể khiến toàn khu vực này chìm sâu xuống tử lông vạn trượng trồi lên cổ động hoàng khí bàn bạc cuồn cuộn sôi trào tràn ngập uy thế trấn áp cổ kim như một vị cổ hoàng vô địch thức nhất mọi người đều ngay ra từ tổ vương tới tôi tớ trong vạn lông sào đều không ai kìm được mà rung động mấy trăm vạn năm qua đi đây là lần đầu tiên có kẻ dám tấn công long huyệt lực lượng khủng bố đột nhiên khuất tán ra từ vách núi kia cuồn cuộn dâng lên bao phủ cả phía dưới nhưng mà một số lão nô trải qua trận chiến năm đó không kìm nổi mà phải run rẩy lão chủ nhân nơi này chính là bị ông ta đã thương mà phải lâm vào ngủ say tới lúc này vẫn chưa tỉnh lại được Ừ, Hơn kỳ quen thuộc nhưng mà lên tiếng hé ra hai chiếc răng nanh trắng toát từ trên cao nhìn xuống Đánh ma đầu chết tiệt ngươi râu cũng lại tìm tới đây một lão nô nói nhưng mà không nói gì mâu quan đáng sợ bắn ra xuyên qua huyệt động phá đại trận phòng ngự đánh nát người này đơn giản mà mạnh mẽ mọi người lập tức lạnh cả sống lưng nơm nớp lo sợ nhưng mà quá cường đại, dù pháp trận cấp thánh nhân cũng không có hiệu quả với ông ta. Càng lung đại thánh đứng ở trong cổ huyệt, đỉnh thiên lập địa, được lông thể màu tím vần quanh, cổ hoàng binh thức tỉnh, thần uy như biển. Cả huyệt động rực rỡ như ánh mặt trời, dày đặc các loại phù văn, các loại sát trận kinh thế cũng sống lại, bao phủ toàn bộ cổ địa. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bằng bất cứ giá nào thúc giục những pháp trận mà các đời thánh hiền khác nên cùng nhau vận chuyển đề phòng nhân ma xông vào đại khai sát giới diệp hàm cũng đứng trên vách núi song hành với nhân ma nhiệt huyết mênh mông nhân ma đây mới là cường thế chỉ lực một người cũng đủ khiến một cổ hoàng tộc như lâm vào đại địch từ trên xuống dưới đều thần sắc thảm biến đây là loại uy phong cỡ nào chứ Đường thời có ai dám làm như vậy một mình bức bách cả một hoàng tộc thái cổ vạn lung linh thức tỉnh mỗi một chiếc đều như đại chung nối liền một chỗ có chừng hơn vạn chiếc tạo thành lông cốt Tử quan ngập trời Phát ra âm thanh vang vọng khắp thiên địa Thanh âm này cực lớn Uy lực cực mạnh Vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người Từng đảo gần sóng màu tím khuếch tán ra Tạo sát chúng sinh Lông thể dài cả vạn trượng xoay người Thanh âm khai thiên lập địa Thông qua vạn đại trung truyền ra Đình tài nhất ốc Càng lông đại thánh ý đồ tiên phát chế nhân Không muốn để cho nhân ma có cơ hội Đại khai sát giới bởi trong lòng của gã luôn có một cổ sợ hãi. Năm đó khi nhân ma điên cuồng thiếu chút nữa còn đánh nát cha của mình, giờ nghĩ lại thì gã vẫn còn hàn ý. Một mảnh lưu quang bay lên, xoay tròn quanh dịp hàm và nhân ma, hóa thành quang vũ sáng lạng, chẳng sóng âm khủng bố kia lại. Tiếng chuồng thật lớn vang vọng khắp bắc vực, băng nguyên mênh mông rộng không biết bao nhiêu dặm cũng bị tan vỡ, băng tuyết đều tan biến hết. Trăm vạn dãy núi rung chuyển, tan vỡ, chỉ như là bụi bặm rơi xuống hủy diệt trên mặt đất vĩnh viễn biến mất dạng long sào đã xảy ra đại chiến Dẫn dụng cực đạo binh khí kìa Ủa đây là cuồng giả phun nào vậy không ngờ lại tấn công dạng long sào nga chẳng lẽ là chí tôn dân tộc cái cửu u ra tay sao chứ Ủa, không đúng ông ta không muốn thiên hạ đại loạn mà trời ơi sẽ không phải là đấu chiến thắng phật sắp tỏa hóa đến trước khi chết muốn ra tay với cổ hoàng tộc bá đạo nhất này sao Tiếng chuông vừa vang lên, cả bắc vượt lâm vào đại loạn, mười phương kinh hải, bất kể là nhân tộc hay là cổ tộc thì đều biến sắc. Trên vách đá cao vạn trượng, lục đông đỉnh thu nhỏ bằng cái nắm tay, trong tay nhân ma, phát ra ánh sáng màu xanh lục dịu dàng, bao bọc lấy ông ta và dịp hàm vào trong, ngăn chặn sống âm này. Dịp hàm giật mình, dù lục đông đỉnh không trọn vẹn nhưng uy lực vẫn rất mạnh mẽ, lúc này dù loang lỗ nhưng vẫn như đang có sinh mệnh. Đây là dị sự hiếm có hoàn toàn khác với ngày thường chỉ có cổ hoàng binh mới có thể khiến nó như vậy dưới nguy cơ mới phát ra lục quang vạn lông sào càng lung đại thánh nhíu mày nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của nhân ma cảm giác đại sự không ổn đối phương có thể đối kháng lại cổ hoàng oai gã vừa rồi nhanh chóng phát động công kích là muốn mượn binh lực cực đạo trấn áp nhân ma không ngờ lại không làm gì được đối phương đỉnh bị khơi thái cổ của thiên đình trong cuộc đại số khởi rồi Càng lung đại thánh thường sắc phức tạp, nhìn lục đồng đỉnh đang nhấp nháy, cảm giác trong lòng bất an. Đậu phụ! Trong đôi mắt âm lãnh của lôi chiến hiện ra vẻ sợ hãi, đối phương có thể chẳng đứng được cực đạo đế binh khiến trong lòng của gã tràn ngập dự cảm không tốt. Vạn long linh là thứ lớn nhất bọn chúng cậy vào, cũng là nguyên nhân khiến hoàng tộc này đứng trên chúng sinh, có thể tùy ý chém giết tu sĩ dưới đại đế. Nhưng lúc này mọi chuyện lại không hề thuận lợi như trước nữa các ngươi không phải là muốn cái đỉnh này sao ta đưa tới cho các ngươi đây các ngươi có mạng ra mà lấy đi dịp hàm quát lớn vạn lông sào vì đối phó hắn mà giết chết không ít phạm nhân nhiều nhân sĩ vô tội cũng liên lụy máu chảy thành sông ngay cả tiểu đình đình thiếu chút nữa cũng đã phải nuốt hận khiến trong lòng hắn rất phẫn uất một thánh thể dân tộc nhỏ nhỏ mà cũng dám tới công phạt tộc ta sao trong vạn lông sào vang lên những tiếng rống giận bọn họ là một trong những chủng tộc mạnh nhất từ thời thái cổ tới nay tâm thái cao ngạo, khó có thể chấp nhận được thực tế nhân tộc quật khởi này. Còn kiến trong mắt bọn họ, một chủng tộc bé nhỏ phụ thuộc, giờ lại có địa vị cực cao như vậy, khiến rất nhiều lão già trong các tộc khó chịu. Thích thì giết đám nghiệt lông các ngươi, nói là chủ ý của ai, dám công sát những người có quan hệ với ta. Diệp Phạm quát, nhưng mà không tỏ ra vẻ gì, chỉ lạnh lùng đứng đó. Diệp Phạm ra mặt chất vấn vạn lông sào khiến cho vài lão già tức tới ối máu, Chúng ta là hoàng tộc, ngươi chỉ là một con mồi đê tiện mà dám tới nơi này quát hỏi. Một lát nữa, ta sẽ chém thần hùng của ngươi thành trăm mảnh. Lão thất phu ngươi chỉ là thịt nướng mà thôi, còn tự cho mình đang nằm mộng hả? Không nhìn lại xem giờ là lúc nào chứ, chớp mắt là đủ huyết tẩy cả vạn lông sào các ngươi rồi. Dịp hàm quát lớn. Mỗi người đều giật mình, mấy chữ huyết tẩy cả vạn lông sào khiến ai cũng giật mình, ngẩn cả ra. Đây là lời nói đại nghịch bất đạo cỡ nào, không ngờ lại do một nhân tộc thốt ra một ít lão già từ trong thần nguyên vừa thức tỉnh không lâu tức tí rung người không biết nói lời nào cả ở thái cổ ta đã ăn không ít cường giả tộc các ngươi ai là con mồi mới phải chứ lão giả nhân nhân ma lúc này mới dùng lời lẽ sắc lạnh đáp lại hiển nhiên ông ta rất không thích thú vì mấy cái lão già từ thời thái cổ này cực độ chán ghét dù ngươi có lục đồng đỉnh thì sao tuy nói là thần khí thiên đình trước thời thái cổ nhưng dù sao cũng bị đánh nát rồi thần linh ẩn chứa trong đó sớm đã không còn tồn tại nữa làm sao có thể tranh đua được với cả cổ hoàng binh của chúng ta chứ càng lung đại thánh lạnh lùng nói mọi người trong vạn lông sào nghe như vậy thì thử phào một hơi trong cổ hoàng binh ẩn chứa thần linh chân chính thức tỉnh sẽ tán mát ra thần uy đại đế cổ lục đồng đỉnh nếu không có khí thần thì tuyệt đối không thể ngăn cản được thử xem là biết thôi nhưng ma ra tay cầm cây bạch cốt bổng trong tay bổ xuống nó liền bành trướng tất cả vạn trượng đánh xuống trước lông huyệt như tổ ông đây là một loại thủ đoạn công kích rất khủng bố, nhất lực hàng thập bội. Nhưng mà đồng tu Thái Âm và Thái Dương, chiến lực vang dội cổ kim, dũng tuyệt thiên hạ. Trong tiếng gầm rú, rất nhiều cổ huyệt trong vạn lông sào đổ sụp, các tầng pháp trận bị hủy diệt tan nát, khó có thể chịu đựng được uy lực một chiêu này. Công kích của nhân ma đơn giản mà trực tiếp, dùng thủ đoạn thu bạo bẻ gãy nghiền nát, thiếu chút nữa hủy diệt cả vạn lông sào, khiến phiến động phủ cổ hoàng này sụp đổ hơn phân nữa. Mọi người đều sợ ngay người, đây là loại uy thế nào? Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên phiến cổ hoàng địa này gặp phải công kích đáng sợ như vậy. Khi tức nhân ma chấn cửu thiên, ông ta vừa ra tay khắp bắc vực đều chấn động, không biết có bao nhiêu ánh mắt cường đại đang nhìn lại. Bọn họ đều cảm ứng được cái loại huyết khí vô thượng như biển lớn này. dao động thật bá liệt mà, đến tộc cùng là cái cửu u hay đấu chiến thắng Phật ra tay vậy? u không đúng hả? À? Ủa chẳng lẽ là nhân ma đánh bại đại quân Kim U từ trực ngoại kia sao? Không sai, nhất định là ông ta rồi Giảng Long Sào gặp đại nạn rồi á. Đây đường đường là sào huyệt của cổ hoàng Không ngờ bị người ta đánh tới tận cửa Chấn sập hơn nữa huyệt động rồi Tay trái nhân mà nâng tiểu đỉnh xanh biết Thấy phải mang theo bạch cốt bổng Cùng dịp hàm từ trên vách núi bước xuống Đi tới trước vạn Long Sào Bụi mù sông lên tận trời Chính lông động hoàn toàn băng mở Vô số cổ huyệt bên trong lộ hết ra ngoài Càng luôn lạnh băng vô tình Sát khí vạn trượng Gã thực sự đã nổi giận Từ xưa tới nay có ai dám tới cổ hoàng tục địa Dương oai như vậy chứ cậu muốn giúp cấp vui, Cổ hoàng địa không thể bị khốn nhận Vạn Long linh trường minh Tử lông dài vạn trượng chấn động Âm thanh đinh đai nhất ốc vang lên Lông đầu phun ra nuốt vào tiên mang Nhằm thẳng vào nhân ma Đây là cổ hoàng binh Nó không ngừng phóng đại Bao phủ tất cả cổ động Tiên huy thành phiến quan hoa ức vạn đạo Nếu không có lục đồng đỉnh Bất luận kẻ nào lúc này đều phải băng toái trong lòng Diệp Hàm phát lạnh, cổ hoàng tộc quả nhiên không dễ chọc vào. Là ai giết chốc nhân tộc vô tội, làm tiểu đình đình bị thương? Diệp Hàm quát lớn, hôm nay không còn đường lui, nếu đã tấn công cổ hoàng tộc thì phải nháo cho lông trời lỡ đất. Hắn nhìn chầm chầm vào nam nhân với mâu quan âm hàng dưới thân thần lông quát lớn. Là quyết định của ngươi sao? Là ta thì sao? Giết hết tất cả những kẻ có liên quan tới ngươi, khiến máu huyết bọn họ nhiễm đỏ dưới chân ta. Lôi chiến trầm giọng nói. Dù tình huống không ổn, nhưng gã cũng không muốn lâm vào yếu thế. Đột nhiên, lục hà đại thịnh, tử khí xông lên, lục đông đỉnh và vạn long linh cùng chấn động. Hai thứ này kịch liệt nổ tung, hư không chấn động, khí thế cũng kéo lên. Trong vạn long sào lại sụp đổ, trước nhiều cổ động biến thành phế thích, càng lông đại thánh lại rống giận, đứa cháu lôi chiến của gã không ngờ bị nhân ma vươn tay ra bắt được. Mọi người âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, trong tranh phong đáng sợ như vậy liên quan tới cổ hoàng binh mà nhân ma này còn tránh tay thi triển thủ đoạn bực đó nữa lôi chiến bị nhân ma mạnh mẽ ném xuống đất Khóe miệng dịp hàm liền hiện ra vẻ cười lạnh từng bước một tới cạnh gã càng luôn đại thánh tức giận thúc giục vạn long linh lông thể màu tím như đại dương mênh mông thần linh bên trong phát ra tiếng gầm gừ chấn động ngũ vực trong vạn lông sào hai đạo khí thức phách tuyệt thiên địa thức tỉnh chứng kinh nhân gian hai đạo ánh sáng cuốn lấy nhau một chỗ ở vụ gì vậy trời ơi chẳng lẽ là đường thành tiên mở ra rồi có người thành tiên rồi hay sao vậy đồng hoàng chấn động thiên hạ đều kinh đã không chỉ giới hạn ở bắc vực nữa tu sĩ khắp nơi đều cảm ứng được tất cả đều nhìn về một phương hướng tràn ngập rung động hai luồng tiên quang xông phá công cầm thiên địa thật sự là kỳ cảnh phi thăng trong thời đại thần thoại sâu vậy Mọi người hô to, từng người trố mắt mà nhìn trân trối. Ngay trên mặt đất, bay trên bầu trời cao, lời nói cử chỉ kích động gần như phát điên. Ở phương hướng bắc vực xa xôi kia, hai luồng tiên quang phá trời cao chiếu sáng vĩnh hằng, tận tình phóng thích ra bất hủ thông suốt vực ngoại. Đây là một loại rung động thực lớn, dị tượng kinh cổ kim chấn thiên hạ. Giờ này khắc này, tu sĩ trong mỗi ngóc ngách đều cảm nhận được cái loại bàn bạc này. Là phương hướng của giảng long sầu đã xảy ra khí tức của đại đế cổ, đánh ra một lần quyết đấu kinh diễm. Đương thời chỉ có lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc cùng với chỉ có đại thánh có thể thăm dò tỉ mỉ áo nghĩa và bí mật trong hai luồng tiên quan này. Đây là chân hoàng đạo sống lại. Gần sánh được với một kích của cổ hoàng còn sống, quả thực có thể dùng tuyệt thế đại khủng bố để hình dung, bởi vì động một cái sẽ hủy diệt cái viên cổ tinh này. Bác đổ tinh vực là sinh mệnh nguyên địa bao la hùng vĩ, lớn hơn những ngôi sao khác không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng lúc này lại rất nguy hiểm, may mà đánh vào trong vũ trụ tinh không bằng không phiền toái lớn rồi cổ địa đều sẽ khó giữ vạn tộc đều sẽ có đại nạn nữa nha không ngờ toàn diện sống lại cổ hoàng binh đây là muốn liều mạng dùng hết muôn đời tích lũy của bộ tộc hay sao chứ đã xảy ra chuyện gì ha khiến càng lung bất kể mọi giá như vậy hai luồng tiên quan thẳng vào vũ trụ mãnh liệt lóa mắt một số tộc trưởng vẻ mặt tái nhật bọn họ thông qua bí pháp nhìn thấy vực ngoại tinh không có ngôi sao bị nổ tung hậu quả của trận chiến này không có tán ở vạn long sào hai luồng tiên quang vọt vào thiên ngoại nổ tung khủng bố kinh cổ kim phía vực ngoại một ít thánh hiện đến từ tinh vực khác một mực quanh quẩn ở gần sinh mệnh cổ tinh không có chân chính buông xuống lúc này nhìn thấy cảnh tượng này thì lạnh từ đầu đến chân cổ tinh này quá khủng bố rồi nếu không phải vì thành tiên lão hổ thật là không muốn tới chút nào đó nha lại có cái loại dao động này có thể giết thần diện thánh đúng không có một số người lẩm bẩm rằng ngập xung động ngôi sao nổ tung làm cho thần sắc bọn họ khó coi tới cực điểm phi thường mất tự nhiên đây là lục đỉnh cùng vạn lung linh quyết đấu tạo thành dao động đáng sợ không thể tưởng tượng truyền hướng vượt ngoại đều có thể đánh xuống cổ tinh đây là kết quả phi phạm cỡ nào chứ tương truyền đại đáy cổ chỉ tìm tiên liệu luyện binh đứng trên một viên cổ tinh điểm ra từng chỉ có thể chém xuống những ngôi sao tìm lấy thánh vật trước mắt chỉ là một kích của đế binh mà thôi có thể đánh xuống những ngôi sao Lần lượng, lượng phí tiên mọi người rùng mình nghĩ lầm rằng dị tượng một cánh thành tiên ở trung châu người của nam lĩnh còn không biết là cực đạo quyết đấu trước vạn lung sầu nhưng mà tay nâng tiểu đỉnh màu xanh biết trong suốt thân trên màu đồng cổ để trần như một gốc thông già dạ đứng ở sườn núi diệp hàm dáng người cao gầy đứng ở bên cạnh ông ta cùng giả nhân lão gia tử cùng nhìn hướng vạn lung sầu nơi đó bụi bặm đã yên một vùng đổ nát trong cơ thể của càng lung đại thánh sôi trào xao động không yên như ngựa hoang thoát cương sẽ mất khống chế bất cứ lúc nào vạn lung linh do thần ngân tử kim đúc thành dài tới mấy vạn trượng vân quanh vùng cổ động này hào quang đại uy thủ hộ nơi này Cạn lung lo lắng an nguy tôn tử dốc hết khả năng liều mạng một kích không tiếc thiêu đốt căn nguyên bản thân trong trạng thái tốt nhất may mắn hai đạo binh khí quyết đấu tiên quan dao động vọt lên trời cao đánh ra vực ngoại nếu không không riêng bắt vượt nguy ngập hơn phân nửa là đại loạn vì hắn đắng như vậy sao dịp hàm lên tiếng một chân đạp lên ngực của lôi chiến vừa rồi càng luôn đại thánh dẫn đánh cũng không thể đoạt lại tung tử của ông ta về lôi chiến bị nhân ma bắt toàn thân vô lực sụi lơ dưới đất lực lượng của giả nhân lão gia tử cường hãn biết bao nắm gã trong tay như sách một con gà con vậy gã ánh mắt âm lãnh một lời không phát hung tợn nhìn chằm chằm dịp hàm không khuất phục người muốn giết những người cố qua lại với ta, ngay cả người thường đều không buông tha, đáng chết một trăm lần mà. Diệp Hàm lạnh giọng nói, dưới chân dùng sức, thanh âm xương ngực gãy rất chói tai. Tiếng nổ như hoàng Trung đại lữ vang ra, trên người chân lông màu tía kia, mỗi một đoạn thân thể đều là một cái chiếc chuông lớn màu tía phát ra dao động, càng luôn ánh mắt sắc bén, gã không thể dễ dàng tha thứ cho người làm nhục con cháu trước mặt mình, lại lần nữa phát động cực đạo cổ hoàng binh. Lục Hà bay lên trời, đông đỉnh không phụ kỳ vọng rung động ông một tiếng, khởi động quần sáng cùng binh khí cực đạo kia quyết đấu, lại lần nữa đánh xuyên trời cao chém tới vực ngoại. Lôi chiến kêu thảm, xương cốt toàn thân đều bị Diệp Hàm đạp cho nát. Diệp Hàm đối với người này không chút lưu tình, không muốn để cho gã sống sót. Người giết người thường ép ta hiện thân, những chuyện ngày thiên hoàng tử đều đã làm rồi, xem ra chiến dịch lần đó còn thiếu lực uy hiếp hả? Nhưng mà ta nghĩ từ ngày hôm nay, Vạn Long sào bị sang bằng thì dạng tộc cũng không dám quên hết tất cả đâu. Vì phạm căn bản không tính toán cái gì nữa, đều đã đánh tới nước này rồi, cùng vạn lông xào trở mặt không chết không thôi. Buồn chứ ngươi ra! Căn lung đại thánh sắc mặt xanh mét, trong mắt sát khí kinh người, nhìn dịp phạm như con mồi phải giết. Nhưng mà nâng lên tiểu đỉnh màu xanh biếc, Lối ra hàm răng trắng ẩn dọa người, chậm rãi bước về phía trước, nhìn thẳng mọi người của cổ hoàng tộc. Càng lung trong lòng rung động, nhưng mà còn không hết sức, còn chưa chuẩn bị huyết tẩy, nhưng mà kế tiếp khẳng định sẽ là mưa rền gió dữ. Gã vừa kinh vừa sợ, rồi sau đó lại nhìn thấy Diệp Hàm phất lờ gã, tiếp tục dẫm đạp trên người của lôi chiến. Con mắt của gã lạnh băng như hàng băng vạn năm, sát ý ngập trời. Càng lung, ngươi hẳn là phải hiểu được, khi đấu chiến thánh Phật giết công trụ thì ngươi đã quá giới hạn, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Rồi sau đó khi mười đại hung tộc náo loạn, ngươi lại nhảy ra, cái cửu ưu tiền bố giết Hoàng Kim Dương Ngươi cũng nên giác ngộ chứ Nhưng mà là ngươi vẫn năm lần bảy lượt chần chờ Hiện tại cái tên tung tử mất dạy này của ngươi Lại bốn phía đi giết nhân tộc Ngươi chẳng những không ngăn cản mà còn chống lưng cho gã hả Diệp Hàm không nhanh không chậm Nói Càng luôn sắc khí càng đậm Bị một tên tiểu bối chế nhạo Ánh mắt của gã hóa thành kiếm lạnh sắc bén kinh người Càng luôn rít gào một tiếng Vạn lung linh bay múa hóa thành một đạo tử quan nhằm phía nhân ma, đầu rồng ngẩng cao, thân rồng mạnh mẽ cắn nát vạn vật. Tiếng vàng kinh thiên truyền ra, tiên quang lại lần nữa vọt tới vực ngoại. Càng lung tóc tay bù xù, toàn thân là máu, cắm mắt đỏ bừng trông như ma thần. Tương đối mà nói, nhưng ma rất bình tĩnh nâng tiểu đỉnh. Sau khi tiên huy kết thúc, thì bộ dáng ung dung ngược lại không giống như một giả nhân. Không có khả năng, lùng đỉnh hư hại, thần linh trong đó không còn, có thể liên tiếp đảo được cực đạo cổ hoàng binh sao? Càng lung kêu to, thân thể máu chảy như suối. Đây chính là máu của đại thánh chân chính, mỗi một giọt đều có dịu dụng, ngày nay lại không ngừng chảy xuống bốc hơi trong không khí. Chẳng lẽ trong đỉnh vỡ còn có thần phục bất diệt, thánh vật của thương đình thái cổ có thể toàn diện sống lại? Càng lung không kìm nổi hét giận dữ. Ở phía sau gã, những tòa cổ động bại lộ ra, rất nhiều điều hoàn toàn bị hủy diệt. Thậm chí tầng đất hoàn toàn bị bật lên, một đống đổ nát hoang tàn. Trong vạn lông sào, mỗi người một trận trầm mặt. Tất cả đều thể xác tinh thần lạnh lẽo. Trận chiến ngày hôm nay bọn họ quá thảm, chắc chắn uy danh mất hết. Muôn đời này ai dám làm như vậy? Lại bị một người đánh tới cửa, gần như muốn dở nơi đây xuống, khiến người tuyệt vọng. Lùi chiến lúc này kêu thảm, dịp hàm một cước đạp xuống, thân thể gã đứt thành hai đoạn, vô cùng thê thảm. Muốn ta ra, đừng giết ta! Gã hoảng sợ kêu to, Tới lúc này rốt cuộc không còn kiên cường, mặt đầy sợ hãi, trắng bệch như tuyết. Những người thường bị người phái người giết chết, cầu xin ai đây? Diệp hàm không chút cảm xúc, một chân khác sắp hạ xuống, đạp hướng đầu của gã. Không được, ta thua rồi, ta nhận thua, ta cho ta một mạng đi. Lôi chiến sụp đổ, cái gọi là kiên cường cũng có giới hạn, nhìn thấy Diệp hàm vô tình, trực tiếp muốn diệt nguyên thần của gã, tất cả sự tự tôn và kiêu ngạo được vứt bỏ, dễ dụa cầu xin ảnh hưởng nhân tổng người trước tôn tử của ta, ngày sau giết ngươi mười tộc. Càng luôn lạnh âm u quát, gã bị buộc tới mức này, không cứu lại được tôn tử thương yêu nhất, chỉ có thể đe dọa. Diệp Hàm lắc đầu, nói Ngươi còn có mạng hay sao? Ta kỳ thực rất muốn tự tay tiễn ngươi ra đi. Đáng tiếc trời cao đã định không để cho ngươi sống thêm trăm năm nữa, không thể cùng ta chiến một trận rồi. Phụ thân của ngươi đâu? Nhưng mà nhích miệng cười, nhưng nhìn vào trong mắt mọi người của vạn lung sầu lại đặc biệt dọa người. Tuổi tác của ông ta còn lớn hơn cả càng lung, và lại còn không đem phụ thân của tên càng lung này để trong mắt. Đây là muốn chỉ tên kiêu gào, còn tiến hành đánh giết. Người hung tàn như vậy vì sao có thể hiểu được thiên địa đại đạo? Mọi người trong lòng đều phẫn nộ, ai mà không biết. Thời thái cổ cả lớn nút cá bé, tự thân bọn họ kẻ nào không phải nợ máu chồng chất chứ. Vạn lung sầu làm ta thất vọng rồi nhưng mà nói khiến cho bộ tộc cổ hoàng trong lòng phẫn nộ nhưng lại vô cùng tuyệt vọng thực sự không cản được cái vị sát thần này bọn họ muốn đóng to lại không dám kêu ra cuối cùng ngẹn một bụng lửa giận tất cả đều nhìn về phía của diệp hàm hết thể đều vì hắn cung cấp đỉnh đồng xanh nếu không sao đến mức như bây giờ tại thế giới này hôm nay đã không có cổ hoàng binh khí cực đạo chính là vũ khí mang tính uy hiếp đáng sợ nhất cho dù ngươi là đại thánh cũng phải nuốt hận Diệp Hàm không có đế binh nhưng lại chiếm được đỉnh nát. Mặc dù không nhìn thấy thần ẩn chứa bên trong nhưng cũng có thể ngăn cản Hoàng Uy. Nhân tính chính là như vậy, không làm gì được nhân ma, đem hết thể điều đổ lên người của Diệp Hàm, vô cùng cừu thị đối với hắn và lục đỉnh. Nhân ma ra tay không hủy diệt những con mồi này mà là trước muốn sang bằng vạn lông sào. Dùng cái đỉnh đồng xanh ngăn trở vạn lung linh, dùng đại bóng xương trắng đậm về phía trước. Lại một lần tuyệt thế đối kích, Tiên quan lại vọt tới thiên ngoại như một cánh thành tiên khiếp sợ nhân gian giới. Cùng lúc này ở sâu trong vạn lung sào u u chấn động mãnh liệt, tất cả cổ động đều đang sụp xuống. Lực lượng một kích này của nhân ma quá lớn, muốn hủy diệt tổ địa tộc này. Đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn bàn bạc khuất tán ra, ở sâu trong vạn lung sào lan tràn, hóa thành luồng tiên quan thứ ba vọt lên trời, ngăn chặn sụp đổ bảo vệ nơi đây. Người đang xem cuộc chiến ở xa không khỏi giật mình con cháu vạn long sào cũng cả kinh kêu lên chuẩn hoàng đây là khí tức của chuẩn hoàng mọi người nghe dạy tất cả đều rung động hào quang khủng bố kia như là một vùng đại dương mênh mông vọt ra bốn phương tám hướng ngăn cản sụp đổ đem tất cả lực lượng đẩy ra ngoài trời đất ơi vạn long sào có khí tức của chuẩn hoàng hắn là cường uy và khủng bố như thế nào chứ không tốt rồi đây là một hồi đả nạn đó. hào quang khủng bố khuếch tán ra từng luồng chứng ra kinh thiên động địa giống như thần phục sống lại. Dịp hàm giật mình, vạn long sào lại có một vị chuẩn đế sao? Nếu là thực, đây chắc chắn là một chuyện xấu to lớn ngày hôm nay. Tiên hà kinh thế xuất thế, tận tình phóng thích hào quang bất hủ. Đây là một cổ khí phách tuyệt đại khiến đại thánh đều phải kinh sợ, vang dội cổ kim. đông hoang, trung châu, nam lĩnh đều sôi trào, vô số cường giả tây rống. Ở niên đại không có đế này lại có một vị chuẩn hoàng xuất thế sao? Đại chiến tới giờ, các tộc đều kinh động, tin tức xuyên qua vực môn truyền đi các nơi. Người trên toàn thế giới đều biết được dịp hàm cùng nhân ma đang tấn công vạn lung sào. Đại quyết đấu kinh thế, diễn biến tới giờ lại chọc ra một vị cổ hoàng, không thể tưởng tượng rung động nhân gian. Quá khủng bố mà, nội tình cổ tộc sâu không lường được, lại còn có cả nhân vật vô thượng bậc này tồn tại, quả thực khiến người ta khiếp sợ mà, Buồn thần tiên sắp mổ ra Một vị chủng hoàng sống tới đường thế Ai dám tranh hùng Ngay cả đại thánh nó đều phải phơi thay ở dưới chân Căn bản không cách nào chống lại mà Chiến cuộc diễn biến cực nhanh Khiến cho người ta khó tin Đại nhân vật xuất thế sẽ ngăn cơn sống dữ Tiền quang vọt lên trời kia Thô to mà uy nghiêm Khiến người ta muốn dập đầu quỳ lại Trước vạn lùng sào đổ nát Không ít hậu duệ cổ hoàng cười to Trong mắt đều xuất hiện nước mắt Vào lúc tuyệt vọng lại xuất hiện chuyển biến như vậy <laughs> thanh thể nhân tộc ngươi nhỏ yếu như con kiến vậy hôm nay xem ngươi làm thế nào mà sống sót được đây nhưng mà tuy mạnh hả nhưng ta không tin ngươi trở thành chuẩn đế trời xanh quả nhưng có mắt lại có một vị tổ tiên diễn cổ tự phong cho đến giờ dặn lùng xào ta sẽ quân lâm thiên hạ trên đời cộng tôn tiếng cười to đắc chí lời nói ngông cuồng rất nhiều hậu nhân cổ hoàng đều hoang hô lớn tiếng quát rống bọn họ nguyên bản đều tuyệt vọng không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy từ địa ngục lên tới thiên đường trước sau trái ngược quá lớn. Chẳng lẽ là phụ thân sao? Càng luôn cũng kích động một hồi, gã cảm thấy huyết khí tràn đầy như về tới thời trẻ tuổi vậy. Phụ thân của gã được xưng là Tiểu Đế Khuyết, là một nhân vật tuyệt thế gần như có thể sánh vai thần nhân kinh diễm nhất. Ở niên đại đó, Đế Khuyết là tuyệt diễm, mặc dù không thể chứng đạo nhưng cũng được cho rằng thần tư có thể sánh vai cùng đấu chiến thánh hoàng được xưng là một trong những thần nhân kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Phụ thân của Cạn Lung nhỏ hơn đế khuyết 2.000 tuổi, tư chất tuy không bằng, nhưng có thể được người xưng là tiểu đế khuyết cũng đủ ngạo thế rồi. Trận chiến năm đó, phụ thân của Cạn Lung quá mất sơ suất, muốn tay không một mình bắt nhân ma, kết quả lại không nghĩ tới, bị lực thái âm và thái dương xâm nhập, sau trận chiến liền ngủ say từ đó. Gã bị phong vào trong kén thần, một mực không thể tỉnh lại càng luôn ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên trước tiên nghĩ tới vị phụ thân ngạo thị thái cổ của gã, cho rằng gã ở trong kén có đột phá. xông dầu đốt tổng to, hủy lông sầu của ta, nếu không tha, các ngươi đều phải chết. Càng luôn ánh mắt âm lãnh, lời nói giống như hàng băng vạn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Nhưng khiến cho gã bất ngờ chính là nhân ma tuy giật mình nhưng cũng không sinh ra sợ hãi, mang theo cái bổng xương trắng như hũ rịnh mồi nhìn chầm chầm phía trước. Mà Diệp Hàm thì lại càng quá phận, thậm chí có thể nói là to gan lớn mực. Hắn nhấc một chân, dẫm trên xương tráng lôi chiến, chuẩn bị dẫm nát. Lôi chiến hoảng sợ kêu to, gã nguyên bản cũng muốn nói ra một số lời ác độc, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Hàm lập tức khiếp sợ. Cẩn thở nhân tộc, ngươi hiểu được ngươi đang làm gì, mà buồn hắn ra, kết cục của ngươi sẽ không quá tồi tệ đâu. Càng lung lạnh băng, nói, đây là một loại uy hiếp, tuy rằng cũng không nói lời độc nhưng mà lại có lực sát thương hơn cảnh cáo diệp hàm nếu dám làm bậy kết cục chắc chắn rất bi thảm cho tới giờ ta chưa từng bị người dọa sợ đâu diệp hàm hạ chân xuống xương trán lôi chiến xuất hiện từng vết rạn Cô chấm, đâu lôi chiến bị thương tổn, ta cho ngươi sống không bằng chết. Càng luôn trống to, vận dụng thần âm. Mỗi người đều nghe dại, lá gan thánh thể nhân tộc lớn bao nhiêu, chuẩn hoàng sống lại đều không thể chấn nhiếp được hắn, lại phớt lợi bên này, nếu người giết ta muốn cho thoải mái cũng khó đó lôi chiến dùng hết sức lực kêu lên bởi vì gã thấy con mắt của diệp hàm quá đáng sợ lại muốn bất kể hậu quả diệt gã phúc dịp hàm một cước hạ xuống đạp đầu lôi chiến thành dưa hấu nát vụn máu tanh mà thu bạo mắt cũng không chớp lấy một cái nào ta ghét bị người ta uy hiếp lắm còn nữa ta buông tha cho ngươi thì tộc ngươi sẽ nương tay cho ta sao trưởng hoàng thì sao cùng lắm thì ta chết trận tại đây thôi Di Phạm trấn định mà lạnh lùng, nói Hắn cũng không khẩn trương, khá trầm tĩnh Khiến cho một đám người đều đóng giận Lôi chiến cứ như vậy bị làm thịt Ngay trước mặt bọn họ Nhất là càng luôn cặp mắt đỏ bừng Đại thánh không phải cỏ cây, cũng có tính người Đây là tung tử mà gã sủng ái nhất Gã một giống nước núi sông Gã tức giận toàn thân nổi gân xanh Hận không thể lập tức đem dịp Hàm Xé rách thành mảnh nhỏ máu thịt Chuẩn hoàng thì sao, ta đã giết rồi Cùng lắm thì để cho hắn tới giết ta đi Diệp Hàm kiêu ngạo không thiện ý. Tao muốn bổ trên ngôi! Càng lung rống động thiên địa, vạn long linh chấn động mãnh liệt, tiên quang vọt lên tận trời, thiên địa lật ấp. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Càng luôn cũng rất nhanh tỉnh ngộ, một trận bất an. Chuẩn hoàng sống lại vì sao không ngăn cản hết thảy? Bằng vò oai hoàng giả, hẳn là có thể phá vỡ hết thảy ngăn cách, nghịch chuyển âm dương, tránh cho phát sinh bi kịch lôi chiến ngã xuống. Ở sâu trong vạn lông sào, tiên quang bắn ra bốn phía, sương mụ tan đi hiện ra chân tướng. Mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Cũng không có chuẩn hoàng xuất hiện, đây là một mảnh pháp trận, ngày nay đang lưu động ra đạo văn, khi thức khủng bố là nó khuếch tán ra. Tại sao lại như vậy? Mọi người mất mát, không giống như dự đoán. Đây là pháp trận chuẩn hoàng khắc xuống, ngày thường không hiện, chỉ có nguy cấp đến căn cơ tổ địa mới có thể sống lại. Càng lung nói có chút buồn bã Gã nghĩ tới một ít lời truyền của tổ tông Dịp <laughs> <laughs> phàm phá lên cười Vừa rồi trong lòng của hắn thực sự là trầm xuống Nghĩ rằng xuất hiện một chuyện xấu thật lớn rồi Chuẩn đế quá mức khủng bố Cái cửu u huyết mạch khô héo Thọ nguyên không nhiều Ngày nay đã rơi xuống cảnh giới đó vẫn là vô địch Có thể tưởng tượng một vị chuẩn đế khí huyết tràn đầy Chân chính vô địch xuất thế Đây sẽ là khủng bố cỡ nào chứ tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ là nhân vật như cấm kỵ trời chưa việc tộc ta mà đây hơn phân nữa là pháp trận chuẩn đế không sức mẻ gì càng lung đại thánh sắc mặt đỏ bừng bỏ qua mất mát lại trở nên kích động sức lực nháy mắt lại tràn trề trong niên đại không đế dài dòng này thế gian đáng sợ nhất là cái gì đáp án này không tồn tại bao nhiêu nghị luận nhất định là binh khí cực đạo cùng trận đồ của đại đế cổ đế binh muốn sống lại cần điều kiện quá mức hạ khắc người bình thường thúc giục không nổi cho dù là đại thánh cũng không thể nắm chắc chân chính về ý nghĩa cái gọi là sống lại hoàng binh đều chỉ là tương đối mà thôi mà trận đồ của đại đế cổ thì không giống chỉ cần bước nhầm trong đó như vậy tương đương với khai chiến một vị đại đế điều kiện tiên quyết là trận đồ không tổn hao bởi vì trận đồ của đại đế cổ quá nghịch thiên trong năm tháng dài lâu như vậy tới nay đều trước sau ma diệt chỉ còn tàn quyển được bảo tồn một cái bức trận đồ chuẩn hoàng đặt ở trước mắt đây không thể nghi ngờ là kinh thế, công phạt với nó tương đương với khai chiến một vị chuẩn đế. Đây là muốn chết rồi. Lui, toàn bộ vào trong tổ địa. Càng lung đại thánh kêu lên, gã ngày càng tin tưởng đây là một bức trận đồ không sức mẻ, sắc mặt ửng hồng, kích động tới tục đỉnh. Có trận đồ này ai dám tiến hành công phạt không kiên nể cái gì, như vậy giống như là quyết chiến cùng chuẩn hoàng ngày xưa. Phía sau, hoàng tộc di lão còn có một nữ nhân kinh diễm phụ trách hướng dẫn mọi người xông vào trong trận đồ con gái cổ hoàng ánh mắt diệp phàm chớp động hắn tin tưởng đó là long nữ của vạn long sào được phong trong thần nguyên sống tới kiếp này nhưng mà không ngăn cản bởi vì ông ta là một chuyện khác ánh mắt hừng hực da thịt màu đồng cổ toàn thân phát sáng đỉnh đồng xanh ở trong tay tiên hài rực rỡ tập trung càng lung càng lung đại thánh thần thông tuyệt thế nhưng là gã ta nắm giữ vạn long linh cũng khó bước ra một bước trận đồ chuẩn hoàng gần trong gan thức gã lại không cách nào bước vào được trong phút chốc, sắc mặt của gã trắng bệch, gã xong rồi, nhưng mà đã mất hứng chuẩn bị ra tay máu tanh, gã không thể chạy thoát được. Càng luôn không cam lòng, gã thân là một vị đại thánh, cho dù ở niên đại cổ hoàng cũng là một bá chủ, thiên hạ cộng tung. Nhưng ngày nay lại bị người ta tập trung trở thành một con mồi. Đây là một loại khuất nhục, gã lại phản kháng không được. Cổ hoàng sống lại, thần linh thức tỉnh, trợ lực cho ta! Gã điên cuồng gầm rú, các tộc Bắc vực đều nghe được mọi người sợn tóc gáy Khiến một vị đại thánh tuyệt vọng gầm rống như vậy Có thể nghĩ mà biết gã lâm vào cảnh giới tuyệt vọng như thế nào Tử khí đông lai, sương mù khuất tán Vạn lông linh hóa thành chân lông, ngẩng đầu thét dài Thực sự có sinh mệnh Dưới lực lượng của nó càng lung thoát khỏi nhân ma giam cầm Gã hợp nhất cùng hoàng binh thành một thể Chân thường của gã tiến vào binh khí hóa thành một con rồng tía dài mấy vạn trượng Phóng vào trong pháp trận chuẩn hoàng muốn chạy thoát một kiếp nhưng mà rút cuộc động phát sau mà tới trước tay nâng lục đỉnh trông suốt lên chấn vỡ trời cao ngăn cách đường phía trước cản trở hoàng binh Thường lực hai màu đen trắng trong cơ thể nhưng ma tản mát ra khiến ông ta thoạt nhìn vô cùng khủng bố hai thứ giằng co biến thành một cái thái cực nâng lục đỉnh trấn áp hướng vạn long linh đây là lực thái âm và thái dương đang đang vào nhau khủng bố ngập trời người chống lại tan tác thái cực độ đen trắng mang theo tiểu đỉnh đồng xanh bằng cái nắm tay càng lung đại thánh sợ hãi thân thể cùng vạn long linh hợp một trực tiếp xé rách hư không trốn ra vực ngoại gã biết căn bản không thể ngăn được nhân ma cũng không thể tiến vào trong trận đồ chuẩn hoàng cùng với như thế chỉ có trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể tránh thoát một kiếp tốc độ nhân ma càng nhanh hóa thành một tia chớp đen trắng giao vào nhau cùng cái lục đỉnh cùng nhau chìm sâu vào trong thiên ngoại ông ta động sát khí cường thế mà ra tay không có khả năng buông tha cho đầu sỏ của vạn long sào hai bốn người biến mất diệp hàm đứng trước đống đổ nát đối mặt với mọi người trong pháp trận chuẩn hoàng thân sắc lạnh lùng có người muốn lao ra quyết đấu với hắn nhưng lại lùi bước bọn họ không có loại dũng khí này khí thức nhân ma vẫn còn vần quanh trên người diệp hàm tùy thời sẽ buông xuống giết bọn họ vạn kiếp bất phục gió lạnh thổi qua vạn lông sào tường đổ vết thương khắp nơi một đống đổ nát chỉ có nơi sâu phía trong khí thức khủng bố tràn ngập khiến người nhìn không thấu đột nhiên thân sắc diệp hàm bị kìm hãm hắn ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan thấy được chân lông bất tử dược gốc cổ dược này đã sớm thành tinh từng làm bạn hoàng thái cổ đi theo đại đế cổ lúc này xuất hiện trong sương mù hỗn độn cổ hoàng tộc cũng đều quay đầu nhìn về nơi đó khí hỗn độn mênh mông nơi đó có một tòa lông sào thật là lớn dùng cái lông mọc màu đen xếp thành cao như núi muôn hình vạn trạng trong đó khí hỗn độn như đại dương khởi động mênh mông khó lường ép người ta nghẹt thở có một cái chiếc cổ quan thần bí đang chìm nổi trấn áp muôn đời chư thiên mà chân lông bất tử dược toàn thân như hoàng kim đúc thành sáng lạng chói mắt nó giống như là tinh linh trốn ở bên đó nhìn trộm sang bên này diệp phàm ý động hôm nay nếu có thể bắt được gốc tiên dược này đó chính là một hồi tạo hóa to lớn rồi lúc này ở phía bên ngoài vực ngoại chiến trường không biết kết quả như thế nào trong thiên địa cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang quan sát đều khẩn trương quên hô hấp Đạo hữu sinh lưu tình, dạng sử dĩ hòa di quý Trên vòng trời truyền đến một thanh âm Như là đang khuyên can phi thường quen tay Dịp hàm thường sắc quái dị Nghe ra đây là thanh âm của hồn thác đại thánh Không ngờ ông ta lại tới làm người hòa giải Trước vạn lông sào, một cổ thi thể rơi xuống Trên đại địa đập ra hàng ngàn vết rách thực lớn Như mặn nhện lan tràn ra ngoài Đại thánh động độ trong trận đồ chuẩn hoàng, một đám người khóc lớn bởi vì đây là thi thể càng luôn đại thánh, bị người ta giết chết từ vực ngoại ném xuống đây. Lại chết một tên nữa. Dịp hàm lắc đầu lẩm bẩm. Trước vạn lung sạo đổ nát, một mảng tiếng khóc lớn truyền đến, bọn họ kinh sợ hoảng hốt không dám tin sự thật này. Hoàng tộc đại thánh bị giết rồi. Mỗi người đều sắc mặt tuyết trắng, đây đối với bọn họ mà nói là một hồi đại nạn, trời như sập xuống tiếng khúc động địa tổ thánh đã chết dạng lông sào bị đánh cho phế đi một nửa hoàng tộc này phải ngã xuống thần đàn rồi đoạn này qua đi đến tột cùng còn hoàng tộc này hay không còn không chính xác nữa phía chân trời có nhiều cường giả tìm đến nhìn thấy kết quả này ai cũng hồi hộp rung gan đường đường một vị đại thánh hoàng tộc đều bị người ta đánh cho chết khiếp sợ nhân gian càng lung đại thánh trên mặt đất toàn thân là máu trải qua một trận ẩu đả thảm thiết bị nhân ma đánh gã văn từ trong vạn long linh ra ngoài. đây là một loại chứng nhiếp cường đại. càng luôn cùng tử lông cực đạo dài vạn trượng hợp nhất, không ngờ vẫn khó thoát khỏi một kiếp. nếu là chấn thành tro tàn thì cũng thôi đi, nhưng mà thân thể lại bị hoàn hảo đánh rơi xuống, chỉ có thể nói nhân ma cũng đủ cường đại. người chết như đèn tắt, nguyên thần càng luôn bị giết, cơ thể lạnh như băng, đã không có sinh cơ, nhưng thân thể khổng lồ bất hủ đầu rồng hiển hóa ra giống như một con rồng thực đạo hành của gã bị chém hết, pháp tướng bị phá, lộ ra thân thể như nhân loại. Về phần đồ thì phục tổ, khí phách mà giữ tận, khí tức đại thánh không tiêu tan, chấn nhiếp lòng người. Một vị đại thánh cứ như vậy mà chết đi, đây là một kết cục máu chảy đầm đìa, đầu xó từng uy chứng thái cổ, chứng kiến thời đại đấu chiến thánh hoàng, thống trị huy hoàng, cứ như vậy kết thúc ảm đạm. Vạn lùng sào từng cao cao tại thượng bể nghĩ vạn tục nhìn xuống chúng sinh, ngày nay lại bị người ta công phá tổ địa sẽ có hỏa lớn diệt tộc làm mỗi người đều kinh sợ không thôi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng mà hóa thành thái cực độ đen trắng nâng lục đỉnh trong suốt sáng bóng, chính là đang tìm con chân lông màu tím kia tiến vào sâu trong vũ trụ. Ông ta mượn dùng thân khí thiên đình lục đỉnh muốn đoạt cổ hoàng binh. Thế nhân rung động có mấy người hiểu được chân tướng kinh ngạc sững sờ. Đó dù gì cũng là cổ hoàng binh, bị sống lại tới một trình độ nhất định lại không thể giết được nhân ma. Điền đỉnh của thiên đình thái cổ thần uy không giảm nó tuy dở nhưng mà thần linh ẩn chứa vẫn không tiêu tan bằng không dựa vào cái gì có thể ngăn vạn long linh chứ mọi người biết được nhân ma cũng gặp phải một hồi phiền phức càng lung đại thánh lúc sắp chết dùng máu tế hoàng binh khiến cho nó sống lại đến một loại trạng thái đặc thù vạn long linh lúc này đang ẩn nấp đây là muốn chân chính bùng nổ uy lực cấp đại đế cổ sao hơn phần nữa là muốn một kích giết chết nhân ma Tối gì phải như vậy Bằng bằng tường bao tới khi nào mới dứt chứ Nhân sinh như một giấc mộng Tu sĩ thế hệ chúng ta đều thành tiên sống Tất cả đều trong khổ hải tranh độ Ai, Giảng sự trung quy là chữ dĩ hòa di quý mà Hùng thác đại thánh sừng sững trên vòng trời Miệng tụng chúa ngữ Vì người chết ném một nhúm đất vàng Mọi người của vạn lông sào thì bi thiết Tất cả đều khóc đau thương một vị đại thánh hoàng tộc kết thúc nhất định bọn họ sẽ suy tàn. Tổ địa đều bị công phá, cho dù có tránh được một kiếp thì sau này còn ai kính sợ hoàng tộc Thái Cổ nữa chứ? Vì sao lại như vậy, mọi người không thể không tự hỏi, đều phát ra một tiếng thở dài. Mặt trời đều có lúc xuống núi, huống chi một cái tộc đàn tức có lúc suy bại. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hết thảy cũng không đồng tình. Thời thái cổ nhân tộc hèn mọn trở thành huyết thực của tộc mạnh, ngay cả đầu lâu của thánh giả nhân tộc đều bị bọn họ luyện chế thành chén rượu, càng thi thảm hơn so với ngày hôm nay. Tiêu bôi, hết thấy đều là ngươi đưa tới, cho ta gặp phải họ lớn không cùng, hôm nay ta muốn trừ ngươi. Trong pháp trận chuẩn hoàng, một lão già gầm rống, cặp mắt đỏ rực, toàn thân run rẩy, xông lên phía trước muốn đánh chết Diệp Phàm. Kẻ giết người cũng sẽ có ngày bị người giết lại mà thôi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tên cổ vương này rít gào, rống nát mây đen trứng sụp trời cao sát khí cuốn vạn dặm đến về phía của diệp phàm mũi nhọn khí màu đen và màu trắng lóe ra lực thái âm và thái dương mà ma nhân lưu lại bùng nổ hóa thành một cái tấm âm dương đồ như ma thế nghiện ép tới người này kêu thảm thân thể suốt nữa biến thành thịt vụn rất nhanh rút lui gã bỏ lại nửa đoạn thân thể chật vật chạy trốn vào trong trận đồ chuẩn hoàng trên mặt không còn một tia máu thân thể đang run rẩy thanh âm diệp hàm như sấm rền xẹt qua nói khi các ngươi huyết sát người thường có từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Trước khi các ngươi hủy diệt tộc khác có dự liệu đến tự mình cũng có ngày kết thúc như vậy không? Đột nhiên ở sâu trong vòng trời truyền đến một thanh âm kỳ dị như thiên long xuất thế, như thần minh đóng giận một đạo tử quan trút xuống rơi ở chỗ sâu trong vạn lung sào Thần linh là thần linh quyết đấu Mọi người cả kinh kêu lên các phương rung động Vạn lung linh phát ra tiếng chuông kêu thật lớn biến mất ở trước sào huyệt cổ. Thần linh mà nó dựng dục ra không ngờ xuất hiện, vừa rồi ở vực ngoại đánh ra một kích thế nhân không biết uy lực. Trời ơi, vực ngoại tinh tú nát thành một mảnh rồi, tất cả đều hóa thành bụi bặm rồi. Có lão tộc trưởng pháp lực khó lường kinh sợ, xuyên qua pháp trận thông thiên nhìn ra thiên vực, thấy được một vùng tinh vực tắt ngớm, hoàn toàn ảm đạm. Chẳng lẽ nhân ma bị dạng long linh tự chủ tiến công đem hủy diệt, dù sao đỉnh cứ đã dở, hơn phong nữa không ngăn được cổ hoàng binh sống lại mà. Không ít người phấn chấn đều đang chờ mong, nhưng bọn họ phải thất vọng. Lục hà mênh mông, ánh sáng đỉnh chiếu sáng vũ trụ, nứt thoát hư không, như là đang khai thiên lập địa, diễn biến vô hạn sinh cơ. Nhưng mà bình yên không việc gì quay về. Thần khí thiên đình cũng có thể trinh phạt thiên hạ, có thể quyết chiến, vừa rồi đã phục sinh rồi. Một lão già ngủ say ở trong nguyên của cổ tộc bị bừng tỉnh, phát ra thanh âm như vậy. Thiên đình trước thái cổ, thật sự sâu không lường được, nằm đó là như thế nào đúc thành đến này, rõ ràng giỡn nát còn có uy chấn như vậy. Có lão tộc trưởng của hoàng tộc khẽ nói. Trên tu di sơn xa xôi, đấu chiến thánh Phật đứng trước đại lôi âm tự, mắt lửa ngươi vàng, nhìn xa thái hư vực ngoại, xuất thần một hồi Lúc này nhưng ma thét dài, từ thiên ngoại bay tới đáp xuống trước phía tích vạn lung sào. Ông ta không bị thương, nhìn chăm chầm nơi sâu nhất. Truyền bối. Diệp hàm tiến lên. Trận chiến này còn chưa chấm dứt, phải làm cho các tộc sở dung, phải dùng thủ đoạn lôi định đánh hạ cái sào này. Nếu thành công sẽ không còn ai dám vọng động nữa. Lúc này tin tức truyền khắp thiên hạ, năm địa vực một mảnh sợ hãi. Những người lôi chiến phái ra kinh hùng bạc vía, rồi sau đó khiếp sợ, đều lập tức chạy trốn, cũng không dám xuất hiện trên thế gian này nữa. Người muốn như thế nào đây? Trước phía tích vạn lông sào đổ nát, Một vị di lão lớn tiếng quát, Bọn họ tuyệt vọng rồi, Trận chiến ngày hôm nay bại rất hoàn toàn. Nhưng mà đi đến phía trước, Ép tới trước pháp trận, Nhìn quét người ở trong đó, Làm cho bọn họ rất không yên. Cha ta nếu còn ở trên đời, Thiên hạ ai dám đặt chân vào vạn lông sào nửa bước? Cổ hoàng lông nữ khẽ nói, Sương tía che thân, Nắm chặt tay lại đừng là người sau đi ngày trước giao hạt thì hôm nay thu quả họa không phải trời định mà là do người thôi dịp hàm cũng tiến lên nói pháp trận chuẩn hoàng quan vụ lượng lờ thủ hộ mọi người của tộc từng đợt đạo ngân cùng huyết mạch của bọn họ tương thông có thể che chở không bị cướp giết dù vậy mọi người của vạn long sào cũng kinh hãi run rẩy sợ nhân ma xâm nhập giết chết toàn bộ bọn họ nhân ma đi vòng quanh nửa vòng diệp hàm đi theo phía sau lập tức khiến cổ hoàng tộc sắc mặt thê thảm mỗi người trở nên mất tự nhiên. Dẫn chuyển trận đồ chuẩn hoàng, tiến hành phòng ngự. Có người hô to. Pháp trận đạo ngưng đang vào, hóa thành một mảnh tiên đồ càng thêm thường dị. Ngàn tia vạn sợi, dấu vết lạc ứng bất hủ trong quần sáng, nở rộ thủy khí. Cổ quan màu đỏ thắm. Trong lồng dịp hàm khẽ động, hắn nhìn thấy quan tài thực lớn ở bên trong cổ địa tàn phá, cùng tồn tại với trận đồ chuẩn hoàng. Trong hỗn độn lông sào có cổ quan kinh thế nhất, mà trong huyệt động bên ngoài cũng có, lúc trước gặp được ba bốn cái, vị độc nhân luyện thiên công để lại. Ánh mắt nhân ma lập tức sáng lên, bắn ra tia sáng kinh người, nhìn cổ quan tại đặt ở trong trận đồ, nói Đế trong nhân loại, quả như ngạo cổ lăng kim, cổ quan này đặt ở chỗ mấu chốt, làm cho trận đồ chúng hoàng này có chỗ thiếu sót. Dịp hàm trong lòng chấn động, thần quan mấu chốt ở trong sầu huyệt màu đen kia, bên ngoài lại cũng có chú trọng, xem ra thần quan cũng không phải tùy ý mà làm. Người của vạn long sào nghe được lời của nhân ma thì bọn họ tuyệt vọng. Trận đồ chuẩn hoàng có thiếu sót, ý nghĩa có lẽ nhân ma có thể đi vào. Họa lớn diệt tục ngay tại trước mắt, bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy. Tất cả đều không thể tự ức chế, có người không kìm nổi khóc giống lên. Diệp phạm hờ hững, không nhất định phải diệt tục, nhưng là mấy vị di lão kia thì khẳng định phải diệt. Chùm tia sáng đáng sợ trong mắt bọn họ, còn có tu vi thánh nhân của bọn họ, không bị hủy diệt ở đây tương lai chính là một tai họa lớn. Nhưng mà nhìn chầm chầm hồi lâu, theo chỗ hổng pháp trận chuẩn hoàng bước vào trong. Âm một tiếng, bước đầu tiên đi đúng, pháp trận lay động lại không có sát kiếp phát ra. Mọi người trong đó tuyệt vọng kêu to. Vài đạo cầu vòng xuyên qua hư không bắt vực, như thi chớp dán xuống. Lão tộc trưởng của hỏa lân động, huyết hoàng sơn, nguyên thủy hụ đã tới. Mỗi người thần sắc âm trầm, không khỏi thỏ tử hồ bi nhìn chằm chằm hết thảy cần vị tổ thánh làm chủ cho tổng ta chỉ nhân ma kia bằng không hoàn toàn thấy cổ ta dùng cái gì lập uy đôi mặt dạng tổng trong trận đồ chuẩn hoàng một vị di lão hô to bi vẫn không thôi trên người của những người này có oai cổ hoàng lưu động hiển nhiên là mang theo hoàng binh cực đạo tất cả đều là sát khí phát ra ánh mắt bọn họ lạnh băng vô tình nhìn chăm chăm diệp hàm rồi sau đó lại nhìn về phía nhân ma một lời không nói nhưng mà hồn nhiên không sợ hãi Lộ ra hàm răng trắng ẩn Nói Các ngươi không ngăn được ta Nếu muốn ra tay Ta sẽ lần lượt bái phụng động phủ các ngươi Ông ta tuy ngay thẳng Nhưng lại không phải loại người bất kể hậu quả Muốn một người giết hết thiên hạ Đây là uy hiếp không thèm che giấu Mấy vị lão tộc trưởng Không thể không cân nhắc hậu quả nghiêm trọng Nếu nhưng mà đi trốn Ngày sau trả thù có thể sẽ có họa lớn diệt tộc Thái âm thái dương Ai mạnh ai yếu âm đi cùng dương cũng đủ thiên hạ xưng hoàng truyền thuyết này như một ngọn núi đè nặng trong lòng mỗi người không thể không coi trọng chúng ta đi trong trận đồ chuẩn hoàng long nữ hạ lệnh xoay người nhằm vào nơi sâu trong tổ địa dẫn dắt tộc nhân rút lui bởi vì nàng nhìn thấy mấy vị lão tộc trưởng chần chờ cùng băn khoăn cũng thấy nhân ma bước liền năm bước có thể thực sự nhảy vào trong pháp trận chuẩn hoàng công chúa chúng ta đi đâu bây giờ người của vạn lông sào cùng nhau hỏi con gái ruột của thái cổ hoàng phụ thân của ta thường nói nếu có họa lớn diệt tộc tộc nhân không đủ sức ngăn cản có thể nhảy vào trong lông sào hỗn độn màu đen kia mọi người của vạn lông sào mang theo hận ý ngập trời quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp hàm cùng nhân ma một cái cùng lông nữ đi vào sâu nhất trong tổ địa tới trước một cái cổ sào màu đen thật lớn như núi lông sào trường tồn muôn đời dùng lông mọc màu đen luyện chế mà thành sờ vào lạnh băng len ken rung động Loại gỗ này ngày nay gần như tuyệt chủng. Nghe nói thời đại thần thoại có rồng ở đây xây tổ, để lại một cổ sào đen nhánh cao như núi. Vào thời Thái Cổ, cổ hoàng ở đây sinh sôi nảy nở ra một hoàng tộc lớn. Độc nhân đại đế đời sau chọn cổ sào vùi quang, tiến thêm một bước tăng thêm tính thần bí cho nó. Sương tím lượng lờ, lông nữ dáng người thước tha, da thịt tuyết trắng, nhanh như một đạo tử điện mang theo đàn lớn tộc nhân lui lại, trên đường bọn họ từ rất nhiều cổ huyệt mang ra đại lượng kỳ trân, kho báu cùng với những trọng địa khác bị thổi quét sạch sẽ. Uy áp vô thượng buông xuống, cổ sào không thể tới gần, vừa tới nơi đây còn chưa nóng chỗ thì mọi người đã bị ép muốn ngạt thở. Chúng ta xong không giàu nổi. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Địa phương này là vùng cấm, ngày thường bọn họ sẽ không tới đây. Cổ quan trong khủng đụng lung sào kia phát ra uy áp to lớn, khiến thánh nhân đều hồi hộp khiếp sợ, vạn Long Linh sống lại đi Ngươi là kéo dài sinh mệnh của phụ hoàng Xin che chở tộc ta Long nữ dập đầu Cầm đầu mọi người hướng về hoàng binh đã ảm đạm kia cúng bái Hoàng đạo sống Bảo hộ tộc, đảo tộc ta. ta Những người này đều quỳ xuống Cùng thúc giục thần lực tế hướng vạn Long Linh Thần âm hóa thành sóng âm tiếng chuông Cổ binh thông thần quả nhiên ẩn chứa ý chí thần linh, tán mát ra tử quan ngập trời bao phủ mọi người xa xa mấy vị lão tộc trưởng của hỏa lân động huyết hoàng sơn nguyên thủy hồ Thân sắc âm trầm nhìn chằm chằm nhân ma lại nhìn về phía của diệp phàm vài lần muốn ra tay nhưng lại nhịn được nhưng mà kinh thái cổ là một hung nhân tuyệt thế từ khi tại đương trường đánh chết ông ta bằng không vạn nhất để cho ông ta chạy thoát tương lai sẽ có họa lớn vô cùng bọn họ cũng không nắm chắc đối phương nắm giữ lục đỉnh nếu muốn bỏ chạy trực tiếp xé rách hư không trừ khi chuẩn hoàng chân chính ra tay bằng không khó có thể giữ lại cứ như vậy nhìn vạn lông sào bị sang bằng sau Nhưng mà dọc theo lỗ hổng trận đồ đi tới Xâm nhập vào trong Chậm rãi tìm hiểu Khẳng định có thể đi xuyên qua Nếu không có gì bất ngờ Hủy diệt tộc này không phải là vấn đề Trước cổ sào Người của vạn lông sào sắc mặt tái nhật Thế luyện thần linh màu tím Bọn họ vừa thất vọng lại tuyệt vọng Mấy vị lão tộc trưởng thủy chung không ra tay Nói đến cùng, cổ tộc đều có lòng riêng, cũng không phải bền chắc như là một khối thép nhất là giữa hoàng tộc tồn tại quan hệ cạnh tranh nghiêm trọng nếu không trước khi càng lung đại thánh diệt vong nên có người cầm cổ hoàng binh tới cứu viện rồi mới phải sao chỉ có một hồn thác khuyên can thôi bọn họ hy vọng thực lực tộc ta giảm mạnh nhưng cũng không hy vọng bị diệt nhưng lại khiếp sợ uy nhân của nhân ma do dự không tiến tới không dựa vào bọn họ được nữa chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi lòng nữ nói ý bảo tộc nhân không phải sợ nhảy vào u sào dựa vào đó phòng ngự nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự đoán mấy vị di lão trống to dùng hết sức lực thúc giục thần binh đầu rồng cổ binh này ngẩng cao chùm tia sáng càng tăng vọt thân rồng đem mọi người cuốn lại trữ lông quay quanh giống như một ngọn núi rắn đem bọn họ bảo vệ dưới thân thể mỗi một đoạn đều là tiếng chuông văng vẳng rồi sau đó chỉnh thể chìm vào trong lông sào Hết tập 299 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachey Dio.